Rồi, xin chào các bạn. Thì đây nay mình sẽ nói về cái bèo này. Cái bèo này nó rất là độc các bạn. Mình nuôi cá bể màu, mình ươm cá bể màu hổm gài được bầy cá quá chừng luôn. Nhưng mà khi mình vớt bèo thấy nó cũng đẹp á, mình xin về mình thả vào. Mấy ngày trước thì nó cũng vẫn bình thường không sao. Nhưng đến khi nó nở con như thế này nè, con nhỏ nhỏ như này nè, mà không biết tại sao mà cá mình tự nhiên nó đột ngột nó chết, nó lăn nó chết. Đây nó lăn nó chết, nó túi trơn nè, uổng ghê các bạn, cũng không biết lý do gì luôn. Mình nghĩ nó chắc là do bèo này, bèo này có một chất độc gì đó. Đây mình thả vô cái thùng này cho nó mát lại á, thì nó làm chết. Hai ngày sau mình thấy nó, khi nó ra mấy cái bèo con này, nó chết hết ráo. Đây, nằm bên dưới nó cũng chết nhiều dưới nè đó, các bạn thấy không, tất cả nó chết hết rồi, không còn con nào luôn. Nay mình ra thăm lại thấy nó chết hết, rất là tiếc. Bên đây mình có thùng nhỏ nữa, đây mình bỏ bèo thì nó cũng chết hết trơn. Còn được một hai con sống sót bên trong nhưng mà nó cũng rất là đuối đó, nó còn bơi được con hai con, không biết tại sao nữa. Mình nghĩ là do bèo rồi thôi, tại vì mình trước giờ mình nuôi vẫn bình thường mà nay mình thả bèo, bèo nay nó nở rất là nhanh, nó nở cây con gì nè, rồi bắt đầu cá nó lăn nó chết đồng loạt luôn. Đây thú quắc hết trơn, đây mấy cái màu bên đây mình nuôi ươm nó đẻ nè, nó chết trơn, rất là tiếc. Nếu mà các bạn muốn thử nghiệm á, các bạn thử dùng loại bèo này đi. Bèo này mình không biết tên nữa, thấy nó đều đều nhưng mà nó nở rất là nhanh. Mình chỉ bỏ 1, 2, 3, 4, 5 5 cái tép bèo nhỏ vậy thôi nè, nhưng mà trong một thời gian ngắn nó ra rất là nhiều cây con nè, các bạn thấy không, nó làm cá mình chết hết, rất là tức các bạn ơi, uổng tiếc lắm. Nuôi mấy tháng trời dưỡng chơi để dành chơi mà nay chết ráo hết trơn rồi. Nên mình làm cái clip này để mình nói các bạn biết, để mình các bạn tránh xa loại bèo này ra. Hoặc các bạn không tin, các bạn có thể thử dùng cái bèo này để nuôi, bỏ vào cá mình để cho nó ra con như thế này, coi xem cá nó có bị chết hay không. Nước mình nuôi vẫn bình thường, thức ăn mình cho vẫn đều đặn hàng ngày bình thường, nhưng mà khi mình bỏ này vô thì nó sẽ chết, nó làm cá ngợp chết đi. Còn lý do khác thì mình cũng không rõ nữa, mình chỉ nghĩ là bèo thôi, tại vì bất thường với nó thôi. Ăn cá bự bự chết trơn, tiếc ghê các bạn. Đây đang bụng bự đang đẻ nè, cá này cá đẹp không, mình mua cũng mắc tiền nữa. Đây ưa mấy con này đẻ, để ép nó chết ráo trơn rồi. Đấy, nếu các bạn nuôi muốn thử nghiệm, các bạn thử loại bèo này coi mình nói đúng hay sai, các bạn bình luận bên dưới cho mình biết nhé, để mà các bạn người khác tránh xa loại bèo này ra. Thôi, giờ video lần sau mình sẽ chia sẻ một cách khác nói về loại bèo này. Nay mình buồn rồi, mình chỉ quay được nhiêu đây thôi. Chào các bạn.